Thì xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của hai bộ mẹ con. Thì trước tiên là anh chị có thể thấy đây một bộ mẹ con, mẹ Bo Lai Sinh. Chiều cao của mẹ này cũng khá là cao ha. Chiều cao tại phía sau khu này khoảng tầm 1m31-32 bò. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Đang đẻ ăn con đực, đực kem. Nó nằm nó ngủ quá nghe anh chị. Dễ thương lắm. Đẻ được mười mấy ngày đây. Nè nó đang nằm ngủ vậy chứ không phải là gì. Đây đực kem nha anh chị. Mẹ thì đẻ lứa đầu, mẹ tơ đẻ lứa đầu nha anh chị. Ở đây thì mẹ này thì nói chung là rúng yếm đầy đủ bài bán luôn, chân móng giò cắn đi đứng hoàn thiện ha. Báo giá trực tiếp công khai cho mẹ anh chị luôn. Mẹ con này ai xài được thì liên hệ liền giùm em ha. Mẹ con này chốt giá 19 triệu, 19 triệu nha anh chị nha. Đó. Thì anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Và kế bên lại luôn đực với lại em. Mẹ này là con mẹ Pháp. Đây mẹ thì nói chung là cũng đẻ lứa đầu nha anh chị, đuổi lũi nha. Đây con là ăn đực kem, đực kem này được 2 tháng nha anh chị nha, đực kem 2 tháng này. Bộ mẹ con đang báo giá trực tiếp công khai cho anh chị giá 21 triệu anh chị nha. Đó, chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chật lỗi gì hết. Anh chị nào mà chúng ta đang có nhu cầu mua thì có thể liên hệ em. Bộ mẹ con này chốt giá cho anh chị giá là 21 triệu nha anh chị, con được 2 tháng này. À, lưng vai đùi đít chân móng giò cẳng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh cho anh chị luôn. Ở đây thì bò thì em đang có mặt tại Ba Tri Bến Tre anh chị nha. Thì sắp tới đây thì em sẽ có chuyến xe chở bò về các tỉnh như là Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu đó, và Kiên Giang anh chị nha. Còn anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta có thể đi chung chuyến xe, ghép đi chung để nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển anh chị. Ở đây thì bộ mẹ con này chốt giá 19 triệu anh chị, con đực, đực kem, nó đang ngủ, dễ thương lắm, đang nằm ngủ nha, đó, đang nằm ngủ. Bò thì đảm bảo, qua lùa đứng dậy em, lùa đực con đứng dậy ơi, nó ngủ à, chốt cho nó ngủ. Qua lùa đứng dậy mạnh cái, bắt ra luôn, đó, không có bú, không có áp xe gì anh chị. Đực mới đẻ này mười mấy ngày hết biết bò đực không đó. Mẹ con đực 19 triệu hai bò đực không anh chị, dễ thương không đó, lưng đôi luôn ha. Nè, mẹ con nè 19 triệu nha, cu giái đi đứng hoàn thiện đó, cu giái hoàn thiện, không có bú, không có xuống rúng xuống ruột nhé. Bộ mẹ con này 19 triệu giá cực kỳ yêu thương, tơ đẻ lứa đầu luôn nha anh chị nha. Đó, còn cái này là mẹ con đực mà đẻ được 2 tháng rồi, đực cũng lưng đôi luôn. Mẹ Pháp ăn uống thôi khỏi chê, rất là mạnh khỏe luôn ha. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh khi giao đến, được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Giò cẳng toàn là móng sò hết anh chị nha, không có con nào xuống cầm, không có nào chân quy hết nha. Bò thì mát sữa, anh chị thấy bò con là anh chị biết bò mẹ mát sữa rồi ha. Đây thì bộ mẹ con bên đây thì có giá là 21 triệu anh chị nha, đực 2 tháng. Còn bộ mẹ con mới đẻ đây có giá 19 triệu nè. Giò cẳng nè, anh chị thấy không? Bò nói chung mới đẻ có mười mấy ngày, rất là dễ thương luôn. Anh chị cô chú nào ở gần xa mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp giùm em nha anh chị nha. Chốt giá bộ mẹ con này 19 triệu. Bò này mới đẻ có mười mấy ngày thôi. Mẹ tơ đẻ lứa đầu anh chị nha. Chốt giá 19 triệu con đực. Đực kem thiệt đã luôn ha. Đó, mẹ này thì chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m31-32 nha anh chị. Bò này không có nhỏ con nha anh chị nha. Đó. Rồi thì bây giờ em cũng xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.